Thưa quý vị và các bạn, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 18. Tối qua, tại Nhà văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh đã diễn ra đêm chung kết bảng chuyên nghiệp Liên hoan tiếng hát dân đảng Quang Vinh do Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên tổ chức. Tới dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Phóng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đỗ Xuân Tuyên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đoàn Văn Hòa, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Góp mặt trong đêm chung kết bảng chuyên nghiệp, có 75 thí sinh được lựa chọn từ hơn 50 thí sinh tham gia vòng sơ loại đến từ các nhà hát trường nghệ thuật chuyên nghiệp ở Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Mở màn đêm chung kết, 15 thí sinh đã cùng nhau hát ca khúc Màu cờ tôi yêu của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên và đồng chí Đoàn Văn Hòa đã lên tặng hoa và quà lưu niệm cho các thí sinh. Gần 500 chỗ ngồi của Nhà văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh đã được lấp đầy bởi các khán giả đến theo dõi và cổ vũ. Các thí sinh đã thể hiện hết khả năng của mình, mang đến cho khán giả nhiều tiết mục đặc sắc hấp dẫn, có kỹ thuật thanh nhạc cao. Mỗi tiết mục lại có cung bậc cảm xúc khác nhau cho người nghe, như ca khúc Xa khơi của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ đã được thí sinh mang số bo danh C49 Trần Thị Thanh Hoa thể hiện với một phong cách rất riêng. Thí sinh Đặng Hồng Nhung, số bo danh C30 lại hết sức da diết trong ca khúc Sông ơi đừng chảy của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến. Thí sinh Nguyễn Phương Anh đến từ trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hưng Yên mang đến đêm diễn một ca khúc đậm chất dân gian Trăng khuyết của nhạc sĩ Huy Thục. Thí sinh Lê Thanh Trình đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia lại cho khán giả cảm xúc hào hùng với ca khúc Nguyễn Viết Xuân Cả nước yêu thương sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Kết thúc đêm chung kết, ban tổ chức đã lựa chọn trao đồng giải nhì không có giải nhất cho hai thí sinh Mai Diệu Ly, số bo danh 21 và Khúc Xuân Thuận, số bo danh 39 đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng đã trao giải nhì cho hai thí sinh Mai Diệu Ly và Khúc Xuân Thuận. Thí sinh Mai Diệu Ly cũng là người nhận được số tin nhắn bình chọn nhiều nhất của khán giả qua tổng đài 8585. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên trao giải ba cho ba thí sinh là Hoàng Viết Danh, số bo danh C29, Nguyễn Ngọc Linh, số bo danh C16 và Đặng Hồng Nhung, số bo danh C30. Ban tổ chức cũng trao giải khuyến khích cho những thí sinh còn lại, giải cho khán giả có bình chọn chính xác nhất kết quả đêm chung kết bảng chuyên nghiệp Liên hoan tiếng hát dân đảng Quang Vinh năm nay.